Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí cán bộ, giáo viên, công nhân viên cùng các em học sinh trường trung học cơ sở Tam Quan yêu quý. Với nhiều tên gọi khác nhau, trường cấp 2 số 2 Hoài Nhơn, trường phổ thông cơ sở Hoài Nhơn, trường phổ thông trung học cấp 2 Tam Quan, trường phổ thông cấp 2 Tam Quan, cùng với nhiều địa điểm và cơ sở khác nhau, để rồi ngày 15 tháng 2 năm 2009, theo quyết định số 274 của Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Nhơn ngày 3 tháng 2 năm 2009, tại mảnh đất này, trường trung học cơ sở Tam Quan được tái thành lập và chính thức bước vào hoạt động ngày 1 tháng 3 năm 2009 với 36 cán bộ giáo viên nhân viên, 926 học sinh đầy đủ từ lớp 6 đến lớp 9.